mê tơ luôn. Này cá rô mít không nha các bạn, đây tầm chắc cũng cả 3 kg ạ. Còn này thì cá bổi, cái này họ cho ớt ăn, này chắc cũng cả 3 kg đó luôn. Cà phê này chắc cũng cỡ thôi 3 kg luôn đi máy ha. Bây giờ anh em mình đi chắc cũng được cỡ 9 kg, mà đi khoảng hơn tiếng nè, dỡ được 6 cái bọng. Cái mướp này giống nha mọi người. Cái giống này thì nó ngắn mà cái nó bự, cái này chắc phải cỡ ký mấy hàng ký. Cái này mới đậu trái, còn nhỏ. Ôi dữ vậy. Một bông cánh còn dữ nữa. Cái làm mất bông của thằng. Ồ ở này cá lồng tông nhiều. Cá lồng tông với cá rô á. Ồ cái bông này sao? Có cá trắng luôn phải không mày? Có. Cá gì cũng có. Đầu bên kia nữa kìa. Lông này không. Ôi ơi đây cá rô mà mấy cá rô này nó bị chết. Ồ sao chết nhiều quá à, chú? Thuốc hả chú? Thuốc. Ồ ôi. Có cá bự nó ra luôn không mày? Có chứ. Có đâu nó bắt trong tâm. Đấy, không đánh giống nữa. Này là ống bọng nha mọi người. Này bà con ta chuẩn bị xạ rồi đó. Người ta rút khô nước ra rồi cá nó chảy xuống bọng này nè. Mãi còn ống bọng bự này sao mình có chọt chọt cho chạy ra được không? Không, mấy lúc ngoài kia rồi. Lúc ngoài là mình bao cái bọc bọng luôn á. Chứ không nói gì vậy. Ôi ôi giờ nó nhảy 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 hà luôn. Không, 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 tép nữa, thấy tép nhiều lắm. Cái này chắc là cái nắp này đầy bọng hơn chút. Cái này là mình chặn nó trong đây lại cho nó không chảy ra ha. Chứ còn ngoài chảy vô mình đâu chặn được. Ngoài cũng có hai mép. Này mình có cho chạy oxy không mày? Chạy oxy nó mới sống. Không có rô thì nó sống, còn cái đồng tâm lên là nút đứng chết à. Quá trời. Lên đầu luôn. Ồ, quá, cá sạch cá rô hà luôn. Còn có cá phi nữa.
này giống như ở trên động giờ có cái gì đã chảy xuống hết ha chú. Cái gì cũng vườn xuống đây hết rồi. Nó xuống nhiều cá chốt quá nhiều cũng có. Ôi dồi mít. Thế ha. Thì cũng hà luôn. Mình bưng lên luôn không mãi hay là bưng lên luôn. Lên luôn. Này nó có một cọng mọi người. Chích cái đã đời. Cái lưới này là kêu lưới một phân ha chú. Này là lưới một phân cá lồng tông nha mọi người. Mình kéo một lưới rồi mà giờ ở dưới còn cá quá nhiều luôn. Không có hết được. Rồi dính lên tàu coi sao. Nhưng mà thấy lưới này ngồi gái chắc cũng đã đời rồi chú không? Ở đây hả? Ở con hả? Mấy cái đồng này mình cũng bỏ món ngoại tiền hết hả mày? Tiền rồi, có mấy cái gì ra bỏ lại cho tao không có chứ đâu. À, tôi mới vũ quay đùi thôi mà chưa có ra lưới mà lấy cái dính lên hết áo rồi kìa, vũ 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 luôn. Lên. Đông quá rồi. Mất dính luôn. Cái gì cũng dính hết trơn vậy. Này hơi lưới nhỏ mà cá nào cả tầm đó là dính hết. Đây có đường dây điện cao thế chạy ngang nha mọi người. Đường cao thế này lâu chưa chú? Ôi ôi quá chừng luôn. Này mấy cá đang móng nhiều lắm nha mọi người. Cá nhỏ 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 không à. Cá rô mít với lại cá lồng tông. Cá trắng nữa. Con thấy có cá phi con này. Cái này là người ta chuẩn bị xả chứ chưa phải không mày? Ồ, nóng luôn. Kiểu như rút vô mấy chỗ mà. Cô hứng gì mấy nghe đã ha, cá lên sạch trơn. Ôi quá, chuẩn bị cá luôn, nhiều hơn cái nãy kia nè. Ôi ôi chắc gấp 3 lần nãy. Này bội thu quay. Còn có con lươn gì nữa. Quá đã luôn. Mê luôn nha mọi người. Ở đây còn cái bọng nữa. Bọng bự hơn nữa. Quá. Mê luôn. Còn cái bọng này nó bự dữ. Ồ quá chừng ngoài đang móng nè. Ồ này móng nè. Không xể luôn. Ý là nãy mình có hai cái đầu tiên mà đã nhiều vậy mà cái trong này nữa thì thôi hết nói luôn. Ăn móng lành luôn nha mọi người, trong nước này mình sẽ nhanh qua được luôn. Mình nhìn thấy cá giống vậy là phải tới mùa mà bà con chuẩn bị xả nha. Chuẩn bị xả ở đầu người ta tháo khô trên động thì nước nó chảy xuống mấy bọng này. Cá nó gần về đây hết nha mọi người. Nãy mình có động ở dưới bọng á, cá nó chạy trở lên nha mọi người. Giờ mãi đưa lên trên đầu nước chảy nè, lùa nó xuống từ từ. Chứ nãy giờ chạy lên nhiều quá. Lấy
tay búng búng nước lắm, giống như mình gây ra tiếng động cho nó sợ, nó chạy xuôi theo dòng nước. Cái này cũng là một nghệ thuật nha mọi người. Ôi, con cá lóc nhỏ bên bờ luôn. Trời ơi. Trời. Ôi ôi quá chừng luôn. Đúng rồi, đây có phi nhiều hơn. Có mấy con bự đó. Nữa chứ. Ừ. Hả? Có cái phi bự đó, hà luôn đó. Không đúng. Chết bự nữa. Mang cá chốt đó anh sợ. Ừ. Để anh để vô thùng cái hộp lựa lựa là dính đó. Chứ mang cá đó dễ chết đó, phải cống cho nó ra. Dễ lắm. Mình đụng nó chạy hả mày, đâu đâu dễ bắt đúng không? Lóc luôn hả? Đâu. Tối mà có đi qua đâu. Bà tính ra ở quê mình đâu có sợ không có đồ ăn. À. Đi chút xíu đồ ăn hà. Nhiều quan trọng mới phải biết kìa. Biết cách bắt cũng được chứ. Đâu cũng động lạnh cá phi. Bữa bữa hả? Quá à, nghe em nói còn thấy mệt. Không lẽ anh bay xuống anh nhảy anh mòi không em? Mấy cây này người ta ghim đó để ta chống đất cho không sạc hả? Chống đất không sạc hả? Wow, nó ngốc đụng giò ráng luôn. Nếu mà cá gì mình thải câu mồi nó xuống ăn không? Không, cái này nó không ăn đâu. Bây giờ nó ăn kịp nó gom lại. Ừ. Nó ra đó. Ủa anh thấy cái bọng hở vậy nó không có ra được hả mày? Ở ngoài đóng mà. À dạ. Quá trời ăn móng nhiều lắm. Cơm như là cơm sôi lửa. Bởi nhà nếu cá này mà để tự nhiên mình bắt kiểu này đâu biết nào hết, chỉ có nó tiện nữa hết. Thì để mình bắt nữa thì khi mình chết ráo rồi mình bỏ nữa là chết. Phi à?
luôn. Đó. Còn lừa nó bay ra ngoài luôn. Trời anh chở ra, chở một đó. Ôi ôi. 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 Có thiệt bự lưỡi không à? Đó, vũ cho anh soi xuống luôn mà. Ôi ôi. 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 Mất lắm. À, đã luôn. Ừ, mà luôn mất cũng nhiều nữa cũng được. Con lửa quá trời luôn á. Đó. Ghê không? Xiên xiên hả? Xiên xiên mà giờ không xiên. Mày khá nhiều quá không xiên nổi. Nuôi ớt được nhiều không mày? Nuôi 200 con. Nay được 3 con ký chưa? Chưa đâu. Nó đặc hẳn á. Mày mới nuôi lại đây. Em lựa mấy cái kia ra trước, còn cá rô hồi lựa sau hả? Cá rô khỏi lựa. Lựa xong rồi xong luôn á. Cá rô bình thường mình không có vớt được, không khó lắm không? Cá rô sống dễ dễ ấy đó. Lội trong mé mà. Anh thấy mình thí dụ ta nuôi cá rô là ta mua cá này ta nuôi được không? Đó. Còn mấy cá lóc ta nuôi. Đó, nữa là làm bắt mấy cá mình để bỏ mà. Mà cá rô nó cá lóc hả? Cái nhà cá rô mọi người đi. Dễ luôn mà, không nhỏ đâu, không nhỏ ừ. Bán cái gì vậy? Cái gì nhiều mòm. Đã gì. Nè, cá rô mít nha mọi người. Ba chú cháu đi hồi trưa tới giờ chắc cũng tầm hơn tiếng rồi đó. Dỡ được khoảng 6 cái bọng. Để hồi nữa vớt xong hết coi cá rô nhiều hết quay cho mọi người xem tiếp nha. Mê ta luôn. Này cá rô mít không nha các bạn. Tầm chắc không cả 3 kg ạ. Còn này thì cá bổi, cái này họ cho ớt ăn. Này chắc cũng cả 3 kg đó luôn. Các trường hợp. À cá phi này chắc cũng cỡ thôi 3 kg luôn đi máy ha. Bây giờ anh em mình đi chắc cũng được cỡ 9 kg mà đi khoảng hơn tiếng à. Dỡ được 6 cái bọng.